với một liên khúc hậu quảng và lời Vĩ Lân và phối nhạc do Vũ Thuấn ạ. Tôi chân thành cảm ơn tất cả các nghệ sĩ và cảm ơn Vũ Đoàn Rồng Việt. Vậy chúng ta vừa thấy qua với Linh Anh trong giai Tây Thi, Ái Nhi trong giai Mê Phù Sai và Trúc Vinh Nguyên trong giai Tiêu Thuyền, Vũ Thuấn trong giai Đường Quế và Tôn Thảo trong giai Chu Vinh Phi, Thiên Minh trong giai Hướng Đế và Đường Quế Đoàn ạ. Và Sơn Ca trong giai Chiêu Quyên, Nguyễn Chiêu trong giai Hướng Đế. Cái đó trong đoàn mình biết thôi. Bây giờ thử đi. Bây giờ mình nhắm là phát thử câu đi. Thôi, thử đi. Chẳng ngàn có quần ở đây rồi, sao mà hết. Dễ lắm. Quý vị có thể là nhà chơi khi mua ngày màu trọng tay sao lớn đó được mà. Và đặc biệt mình cũng có thể chọn mắt chú luôn. Đây, thầy đơn bình thường là ngồi ở đây quý vị. Ngồi đánh đàn ở đây đây, cho thầy hát vô tù. Và bữa nay lên hát hồn lạc của quý vị nha. Và cái bài ngày hôm nay phối nhạc cũng cho Vũ Tuấn phối luôn. Quý vị dành cho bé Tuấn có thể tay cho lớn đúng không? Rồi, để em hỏi. Rồi, vô đi đó đi, để quý vị cái chỗ. Rồi, bây giờ là... Đúng rồi. Em có... Trời ơi. Anh ơi, có lẽ là bây giờ xin mời Linh Anh và cũng là có một lời cảm ơn với tác giả của cái bài này về tác giả Vĩ Lân. Vâng, cảm ơn đầu tiên là biết đầu tiên là mình cảm ơn đó là đoàn nhạc cổ Bình Long đã tài trợ cho cái bài nhạc đã tài trợ cho chúng tôi làm những bộ đồ như này và chúng tôi đang nghe và đặc biệt là lời ngày hôm nay là Vĩ Lân. Chúng ta cho tất cả mọi người một tràng vỗ tay nữa đi ạ. Tôi một tràng vỗ tay thật lớn.